truyền thuyết về chữ đồng tử trong tín ngưỡng Việt Nam, phần 2. Thời ấy, vua Hùng ngành thứ 18 là Hùng Duệ Vương, có cô con gái tên là Tiên Dung, đến tuổi cập kê mà vẫn chỉ thích ngao du sơn thủy, không chịu lấy chồng. Một hôm thuyền rồng của Tiên Dung đến thăm vùng trừ xá. Nghe tiếng chuông trống, đàn sáo lại thấy nghi trượng, người hầu tấp nập, chữ đồng tử hoảng sợ, vội vùi mình vào cát lẩn tránh. Thuyền ghé vào bờ, Tiên Dung dạo chơi rồi sai người quây mạn ở bụi lau để tắm. Ngờ đâu đúng ngay chỗ của chữ đồng tử. Nước suối dần để lộ thân hình chữ đồng tử dưới cát. Tiên Dung ngạc nhiên, bèn hỏi hàn sự tình, thấy chàng hiếu thảo, bản tính thật thà, khôi ngô cường tráng, thú vị hiếm có, tâm sinh ý yêu thích, nghĩ ngợi rồi xin được cùng nên duyên vợ chồng.